Thưa quý vị và các bạn, trồng dâu nuôi tầm là lĩnh vực phù hợp với điều kiện canh tác tại Lâm Đồng và đã đem lại hiệu quả kinh tế cao. Điều quan trọng là nghề này không đòi hỏi quá lớn về kinh phí đầu tư, không quá khó về kỹ thuật chăm sóc. Vì vậy, nhiều phụ nữ nông thôn với đồng vốn vừa phải, thậm chí là vốn vay, có thể tận dụng công lao động lúc nhàn rỗi để phát triển nghề trồng dâu nuôi tầm, cải thiện kinh tế gia đình. Chị Nguyễn Thị Hoàng là thành viên tổ hợp tác liên kết chăn nuôi tầm ở xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng. Các chị em trong xã đã phát triển nghề nuôi tầm nhiều năm nay. Nhận thấy hiệu quả của loại hình chăn nuôi này, hội phụ nữ xã đã tập hợp thành lập nên tổ liên kết gồm 26 nông hộ để cùng hỗ trợ nhau sản xuất. Từ các nguồn vốn khác nhau, chị em được hỗ trợ kỹ thuật, tiền mặt, dụng cụ chăn nuôi, giống tầm để xây dựng tổ hợp tác ngày một phát triển, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống cho hội viên. Ngày nay là dâu tầm này nó hiệu quả nó rất là cao. Mà khi mà mình hái dâu nó cũng không có đến nỗi nào là mất cái sức khỏe nhiều á, cho nên là người nào cũng vẫn hái được, người nào cũng có thể thu nhập được. Nó không có lấy cái sức lao động nhiều của chị em phụ nữ, cho nên cái nghề này là nó đang được ưa chuộng và đem lại cái lợi nhuận cho mình rất là cao. Cái mức vay trước đây là 50 triệu thì nếu như theo cái nhu cầu á thì cũng sẽ đề xuất cho tăng thêm cái nguồn vay đó. Thì để cho chị em phát triển thêm cái hiệu quả, cũng như là ví dụ chẳng hạn như là mở rộng thêm diện tích trồng dâu, rồi sắm thêm các một số các trang thiết bị, làm theo cái công nghệ mới. Thành ra là cái nó cũng giảm đi được cái sức lao động rất là nhiều, và nó lại nhanh nữa, và nó là hiệu quả hơn. Trồng dâu nuôi tầm không đòi hỏi quá cao về chi phí đầu tư, kỹ thuật và nhân công, nên đã phát triển sâu rộng đến các địa bàn vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Điều này có ý nghĩa quan trọng trong việc cải thiện đời sống của người dân, cũng như nhiều nông hộ người dân tộc thiểu số khác tại xã Triệu Hải, huyện Đà Tẻ. Trong nhiều năm qua, gia đình chị Ca Hiên chỉ chuyên canh cây lúa nước, năng suất thấp. Nhưng hiện nay, bằng nguồn vốn vay hộ nghèo, chị đã chuyển đổi sang trồng dâu nuôi tầm và đã nâng cao đáng kể thu nhập kinh tế gia đình. Trước đây tôi trồng điều và lúa thì thu nhập là rất bấp bênh, không đủ cho nuôi sống gia đình cũng như con ăn học. Từ khi được vay vốn, tôi chuyển sang trồng dâu nuôi tầm, đã nâng cao được thu nhập và yên tâm sản xuất, cũng như là cải thiện được đời sống gia đình. Nghề trồng dâu nuôi tầm ở trong vùng đồng bào dân tộc thì giờ đã thành lập được chi hội nghề nghiệp với 26 hội viên, cũng hoạt động thường xuyên. Từ cái thành quả mà trồng dâu nuôi tầm đem lại hiệu quả kinh tế cho gia đình. Theo ngành nông nghiệp Lâm Đồng, sau 5 năm triển khai thực hiện đề án phát triển bền vững ngành dâu tầm, diện tích dâu tầm đang dần được phục hồi và nhân rộng với trên 10.000 hecta. Các mô hình ứng dụng cơ giới hóa tự động trong sản xuất, mô hình nuôi tầm con được xây dựng đã góp phần nâng cao năng suất lao động cũng như hiệu quả kinh tế cho người dân. Sản lượng kén tầm mỗi năm đạt trên 16.500 tấn, với giá kén luôn ở mức cao từ 180 đến 210.000 đồng một ký, góp phần phát triển ngành dâu tầm có sự tăng trưởng ổn định. Bên cạnh đó, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm trong trồng dâu nuôi tầm được mở rộng với 11 chuỗi liên kết, 580 hộ tham gia. Trồng dâu nuôi tầm đã thực sự cải thiện sinh kế cho người dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng điều kiện kinh tế còn khó khăn. Đây cũng chính là cơ sở để Lâm Đồng phát triển đồng đều, giảm dần khoảng cách về thu nhập giữa các vùng miền trong toàn tỉnh.